Xin kính chào quý bạn và các vị. Như vậy là không lâu sau khi được ăn lờ rất ngon thì mình sẽ chia sẻ các bạn về một trong những cái điểm mới trên cái nền tảng Android 5.0 này, đó chính là về camera. Camera đã được hãng Google tích hợp vào đây cái mã nguồn để cho phép sử dụng hai tính năng quan trọng: tùy chỉnh mọi thông số bằng tay và cái thứ hai đó là lưu ảnh RAW. Đây chính là cái ứng dụng camera trong quá trình phát triển của các lập trình viên. Mình sẽ chia sẻ các bạn về ba tính năng chính của nó. Thứ nhất là tính năng focus, tức nghĩa là lấy nét. Bình thường mọi máy đều có cái lấy nét tự động, nhưng trong trường hợp các bạn muốn chụp macro hoặc các bạn muốn làm gì đấy mà muốn lấy nét tay thì đây là một tính năng hay. Các bạn nhìn kỹ vào camera, khi mà mình kéo cái thanh này thì nó sẽ lấy nét mờ đi hoặc rõ ra với từng vật thể khác nhau. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ nhìn vào cái dòng chữ này, dòng chữ bên tay phải của mình. Và trong trường hợp bên tay trái, khi mình kéo hết thanh về bên tay trái nó sẽ mờ đi, nhưng mà mình kéo về bên phải lập tức cái chữ này sẽ rõ hơn. Đây chính là khả năng lấy nét tay. Thực chất là cái tính năng này một số máy như hình như không nhầm là LG G3 đã có rồi, nhưng mà trong tương lai thì các nhà sản xuất sẽ được có sẵn luôn trong cái phiên bản camera của mình, không cần phải tùy biến hoặc tích hợp riêng nữa. Rất là tuyệt vời. Cái tiếp theo mới là quan trọng. Một trong những điểm mạnh của camera Windows Phone 8 đó là họ đem lại khả năng chỉnh tay từ cái tốc độ màn chụp, ISO, EV, vân vân. Thì bây giờ chúng ta đã có được cái khả năng lấy nét tay, chỉnh ISO máy nào cũng có và chỉnh EV máy nào cũng có. Nhưng quan trọng, tốc độ màn chụp ảnh hưởng đến khả năng phơi sáng là một trong những hiệu ứng rất là tuyệt vời. Thì hiện nay Android chưa nhiều máy hỗ trợ. Bây giờ với cái nền tảng 5.0 nó sẽ hỗ trợ mọi thiết bị luôn. Ở đây mình sẽ có một cái cần gạt, mình sẽ tắt nó đi. Và các bạn sẽ thấy mình sẽ có hai thông số. Ở đây, thông số đầu tiên là tốc độ màn chụp của mình 1/4000 và thông số thứ hai là ISO là 3200. Tốc độ màn chụp là gì thì mình sẽ giải thích với một cách đơn giản nhất. Đó là nếu mà số này nó càng thấp thì các bạn sẽ thu được nhiều sáng. Mình các bạn thấy là khi mình giảm đi, bức hình của mình sẽ rất là sáng. Nó sẽ đem lại nhiều ánh sáng hơn, và đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng chẳng hạn, các bạn sẽ không cần phải tăng ISO lên quá cao, kể cả các bạn để ISO 200 thôi và các bạn giảm tốc độ màn chụp xuống thấp, càng thấp thì các bạn sẽ thu được nhiều sáng hơn, ảnh chúng ta sẽ không bị noi. Cái thứ hai là tốc độ màn chụp ở đây giảm tối thiểu nhất có thể là 1/2 giây. Tức nghĩa là các bạn sẽ phơi sáng được cái điện thoại chúng ta trong vòng 0,5 giây. Đó là tạo ra cái hiệu ứng bóng đèn hay là pháo hoa vân vân, khi chụp rất là bá đạo và đẹp. Đây chính là một trong những điểm mạnh của Windows Phone 8 là phơi sáng có thể lên đến 4 giây. Còn đây là một trong những phiên bản thử nghiệm camera đầu tiên trên Android là phơi sáng của nó là 0,5 giây. Oppo là bá đạo nhất trên Android là họ có thể phơi sáng lên 32 giây. Tiếp theo thì mình sẽ chỉnh được cái thông số ISO và tốc độ màn chụp thì nó ảnh hưởng như thế nào. Khi mà các bạn giảm xuống thấp như vậy thì đương nhiên là camera chúng ta sẽ chụp chậm đi và sẽ bị rung. Thế nên mình không khuyến khích các bạn để tốc độ thấp, mà thường chúng ta sẽ để tốc độ cao lên. Và điểm mạnh của cái camera này là gì? Windows Phone 8 mỗi khi các bạn chỉnh thông số, các bạn không thấy được cái tác dụng của nó ngay. Dụ như mình chỉnh thông số là phơi sáng 4 giây, nhưng mình không hình dung ra được là cái mức sáng đấy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, ảnh có bị cháy hay không. Và trong cái camera này thì nó là hiệu quả ngay. Như vừa rồi mình để cái xuống là tốc độ màn chụp của mình là xuống ở 1/2 giây, lập tức nó bị cháy đi, cho mình biết là nếu mà mình để như vậy với ISO 200 nó sẽ bị cháy ảnh. Vậy thì mình sẽ tăng nó lên. Mình tăng đến bao giờ mình thấy ảnh của mình ok thì lúc đó là mình có thể chụp ra và kết quả nó sẽ y hệt như là những gì nó đã thể hiện trước. Đây là một điểm mạnh đối với camera này. Nó sẽ cho những người nghiệp dư nhất không nắm rõ về thông số cũng có thể cho được những bức ảnh chỉnh tay rất là tuyệt vời. Và ở cái chế độ thứ ba là một trong những cái tính năng rất là quan trọng. Chế độ Burst, tức nghĩa là chụp ảnh liên tiếp, thì ở đây cái chiếc máy này sẽ chụp ra cho mình 7 tấm với lại định dạng RAW. Thì các bạn nhớ lưu ý là định dạng RAW nó sẽ cho phép mọi người thu lại nhiều thông tin từ camera và đưa vào máy tính chỉnh sửa bằng Photoshop hoặc là Lightroom sẽ ngon hơn. Người dùng cơ bản thì không cần phải quan tâm đến tính năng này. Và trong cái này thì chúng ta sẽ có hai tính năng mở rộng khác là Focus Stacking. Nó sẽ cho phép người dùng chụp liên tiếp một chuỗi khung hình với các điểm lấy nét khác nhau, từ điểm lấy nét xa nhất cho đến gần nhất trong vật thể. Nếu người dùng về nhà có thể lựa chọn ra, ví dụ bạn chụp một bông hoa nhưng bạn muốn lấy nét vào các vị trí cành cây hoặc lấy nét tập trung vào một điểm của lá hoa chẳng hạn, thì nó sẽ tạo ra một chuỗi ảnh như vậy rất là đẹp, về chúng ta có thể lựa chọn từng tấm ra khác nhau. Và cái chế độ tiếp theo là một chế độ cho phép người dùng chụp liên tiếp 7 tấm với nhiều mức sáng khác nhau. Nó đã chụp lần lượt bao gồm từ -3 EV lên -2 rồi 1, sau đó là 0 cộng 1 cộng 2 cộng 3 EV, tạo ra 7 tấm với 7 mức sáng. Về nhà người dùng có thể ghép 7 tấm này vào giống như là tạo thành một bức ảnh HDR, hoặc là trong trường hợp chúng ta có thể lựa chọn ra những tấm ảnh nào mà thừa sáng hoặc là thiếu sáng tùy theo cái nhu cầu như môi trường chụp ảnh các bạn. Đây là một tính năng rất hay và tuyệt vời. Như vậy là mình giới thiệu cho các bạn về ba cái điểm mới trên cái camera của Android 5.0 sẽ được hỗ trợ và tích hợp thẳng vào cái phần mềm. Cái vấn đề quan trọng nhất đó là các nhà sản xuất trong tương lai họ sẽ vận dụng những cái tính năng này như thế nào. Các lập trình viên đã làm được như thế này rồi, vậy các hãng khác như Samsung, Sony, Oppo, HTC thì sao? Mình quan trọng nhất mình chờ đợi đó là Sony. Họ có một phần cứng camera quá khủng, tuy nhiên quan trọng họ làm phần mềm khá tệ. Và khi mà Google tạo ra Android 5.0 tích hợp vào như này, nó giống như là một cái chìa khóa đã trao vào tay Sony. Quan trọng là bây giờ Sony họ có làm hay không. Họ mà làm ra một cái chiếc camera phone ví dụ như Xperia Z4,
mà có khả năng chỉnh tay với mọi thông số tương tự như là nền tảng Windows 8. Thế mình nghĩ Sony hay thậm chí là Oppo và Samsung, các nhà sản xuất khác sẽ là một trong những đối trọng cực kỳ lớn với các sản phẩm Lumia. Trong tương lai biết đâu đấy thực ra sẽ có những sản phẩm camera phone đến từ Android còn tốt hơn hẳn so với nền tảng Windows Phone. Và các bạn nghĩ gì? Các bạn có yêu thích tính năng này camera trên smartphone và các bạn và theo các bạn thì nhà sản xuất nào sẽ là một trong những người đầu tiên làm sao tối hóa được cái tính năng này và Windows Phone có bị đe dọa hay không? Các bạn có thể ích đừng quên like, share với bạn bè và mình sẽ chia sẻ một bài đánh giá chi tiết về giao diện những tính năng mới trên Android 5.0. Thực sự đây là một trong những cái bước cải tiến lớn nhất mà Google đã từng làm. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.